Mày lại nghe rõ không? Alo. Bắt đầu nha, họ dần đi. Hôm trước là thầy dạy về đứa hình nón này đấy, nhắc lại một số hình nón nhé, công thức nón này. Nhắc lại một chút là công thức nón. Các công thức cơ bản phải nhớ thầy là đầu tiên là diện tích xung quanh L bình đã, L bình bằng H bình R bình. Nhớ là nón của thầy là sinh bởi tam giác vuông, nhớ thầy chưa? Sinh bởi tam giác vuông. Ok không? A, B, C. Đấy. Mình chọn một trục quay, chọn cái nào là trục thì cái đấy là chiều cao. Cái còn lại sẽ là bán kính. Cạnh huyền luôn là đường sinh. Đường sinh là cạnh huyền, ok không? Cái thứ hai là S xung quanh. Thằng T, RL. Đó. Cái thứ ba là S toàn phần. Vòng S xung quanh của S đấy. Còn là P, RL. Còn P, R bình. Đó. Và cái thứ tư là V bằng 1 phần 3 HF, đúng không? 1 phần 3 BH LB. Tối thiểu các bạn phải nhớ là các công thức cơ bản trên. Đó là khi làm về hình nón. Được chưa? Thì việc đầu tiên các bạn phải nhớ về những cái đấy. Nắm thật chắc lý thuyết cho thầy nha. Nhớ về tối thiểu các bạn phải nắm được. Thì hôm nay sang phần mới. Hôm nay phần một phần tiếp theo của nó thôi, cũng không phải là mới đâu mà tiếp theo của nó. Rồi. Sang phần tiếp theo nha là tiết diện. Tiết diện. Của hình nó với mặt phẳng. Tiết diện của hình nón với mặt phẳng. Đó. Mình nên nhớ cân đối thời gian mà làm ở nhà nhá, vì trên lớp học khá nhanh đấy, chả mấy khi sang chương 2 thôi. Tốc độ trên lớp thì tốc độ bàn thờ lắm. Rồi vèo thôi, các cô dạy cực nhanh luôn. Chắc số mới học tiệm cận nhá. Chúng ta tiệm cận được. Cả mấy đứa trên lớp D4 A4 ấy học tiệm cận chưa? Chưa. Rồi bây giờ mình sang phần tiết diện của hình. Các bạn hiểu là thầy khối nón nhá, mình sẽ có loại một thôi, loại một mình học ba loại chính rồi, loại một là tiết diện qua đỉnh, là tiết diện qua trục, nhớ này nhá, tiết diện qua trục. Cái hình nón đây, phát triển dựng cái hình nón đây. Hình nón này nhá, đây hình nón này. Đó. Rồi đây là đỉnh. Trục đây, trục của mình đây. Đây là S, đây là A, đây là B. Rồi, các bạn nhìn thấy hình nón này, nó đỉnh S đúng không? Thì các anh nhìn thấy nhé, qua trục, trục là SO, các anh nhìn thấy trục, cái này là SO đúng không? Thì tiết diện qua trục tức là gì?
Tiết diện qua trục tức là nó đi qua trục này, các bạn nhớ thầy, thì khi đó tiết diện, tiết diện nha, tiết diện ta sẽ vẽ cho ta nó cân, ta nó cân nhé. Tiết diện mình sẽ là tao cần. Nhớ này nha. Này S A B này. Đây là O. Thì bạn nhớ thầy này, nhớ thầy. Thì trong cái này này, tiết diện qua trục thì nhận xét của thầy như sau. Đầu tiên nhận xét nha, các bạn nhớ thầy nhận xét thôi. Bài tập nó cũng vậy, xét là tiết diện, tiết diện luôn là tam giác cân. Tại đỉnh, nhớ này, tiết diện luôn là tam giác cân tại đỉnh nó, nhớ chưa? Ok nha, cân tại đỉnh của nó đấy. Ok không? Thì bạn như thế này, đây SOB của thầy luôn vuông tại O chưa? Thì các bạn nhìn thấy thông số này, qua trục mà, qua trục tức là trục là chiều cao tức là H, ok không? Đây OA, thằng này R này, thằng này là R, thì hai thằng này là L, L đấy. Thì tùy vào giả thiết đúng không, tùy vào giả thiết thì mình có thể tính được H, R và L tùy vào bài toán. Ok, nhớ cho thầy nhé. Tiết diện luôn là tam giác cân. Kiểu như vậy. Ok chưa? Rồi. Thì một số đặc biệt này. Vì tam giác cân đúng không? Nên mình sẽ có một có đặc biệt như sau. Rồi, bây giờ mình có nhận xét đặc biệt như sau. Nhầm nhanh. Nếu tam giác S, A, B đều đó, đều. Các bạn nhớ cho thầy nhá, cái A, B của thầy bằng hai lần R nhá, tức là đường kính mấy đứa. A, B chính là đường kính của đường tròn đáy đấy. Nếu các bạn A, B đều thì mình sẽ có ngay là đều đúng không? Thì mình sẽ có chiều cao nhỉ? Mình sẽ có SO tức bằng là A, B căn 3 trên 2. Hay nói cách khác mình có thể nhớ như thế là H bằng R căn 3. Căn 3 R. Chúng ta mình không cần nhớ cái này, mình có thể tự suy ra được. Được chưa? Còn nếu mà mình tam giác SAB vuông cân. Các bạn nhìn thấy nhá, tam giác SAB của thầy là luôn cân tại S rồi. Nếu nó có vuông ấy, thì chỉ vuông tại S thôi. Thì vấn đề không? Mình muốn là vuông tại S đi, tại S. Nó cho vuông thì mình tự hiểu là vuông cân và vuông cân tại S luôn thì mình sẽ có ngay là SO tức là 1 phần 2 AB. Đấy. Hay là cách khác là mình có H bằng R. Các bạn ok chưa? Kiểu như vậy. Ba cái tiết diện mình chuẩn bị học ấy, thì cái loại tiết diện qua trục này là cái loại tiết diện dễ nhất. Dễ nhất nha. Dễ nhất mình học. Nhớ này, mình sẽ cơ bản là vậy. Một phần 2 AB tương đương H bằng R. Thầy lấy ví dụ cơ bản đầu tiên nhé. Nhớ thầy là gặp cái bài mà tiết diện qua trục, nhớ từ qua trục cho thầy nha. Chứa trục hay qua trục ạ. Thì các bạn chỉ vẽ cái tam giác SAB thôi. Được chưa nhỉ? Vậy ta lại là bây giờ thầy thôi. Đấy. Mà nhớ luôn là cân tại đỉnh đỉnh S. Được chưa? Luôn cân tại S. Xong chưa mấy đứa nha?
Nè, mình chuyển ví dụ nhé. Ví dụ một nè. Rồi, cho hình nón. Cho hình nón. Nón ép, được chưa nhỉ? Rồi, biết. Tiết diện. Qua trục. Được như nhỉ? Là tam giác đều, cạnh là căn hai, cạnh là hai. Rồi có thể tính v, v nó bằng bao nhiêu? Biết tiết diện qua trục là tam giác đều, cạnh là căn hai, có hỏi tính v nó là bao nhiêu đó. Tính nhanh cho thầy là dựa vào gợi ý hình vẽ ở trên hoàn toàn này tính nhanh được. Đều cạnh là căn hai đấy, thì chiều cao là cái gì, R là cái gì đấy, các bạn có thể tự suy ra được. Ra bao nhiêu nhỉ? Có kết quả chat lên xem nào. Cùng check. Kiểm tra luôn. Nào, mình vẽ tam giác đều ra đây nhá. Vẽ tam giác đều ra. Đấy. Các bạn nhớ là cạnh đáy nha. Cạnh đáy nó chính là đường kính. Đường kính. Cạnh đáy chính là đường kính. Đây là S, AB gọi là O đúng không? Đấy, chiều cao đây. À, cạnh là hai rồi, vị nghe này. Cạnh là hai đúng không? Thì mình có là mình có R sẽ bằng AB chia 2. Vì sao? Vì thằng AB thì bảo rồi, AB là đường kính mà mấy đứa, đúng không? Đường kính sẽ bằng 2 chia 2 bằng 1. H bằng gì? H bằng 2 căn 3 chia 2. Còn nhớ chiều cao tam giác đều không? X căn 3 chia 2 bằng căn 3. Vậy mình có ngay theo V thôi. V bằng 1 phần 3 HBR bình đúng không? 1 phần 3 B nhân căn 3 hoặc bình bằng căn 3 trên 3 B. Đó. Mấy đứa ổn hôm nay? Linh xem lại đây là 8 ở đâu? 8 ở đâu cái gì? Đây này, tam giác đều, nhớ cho thầy là cạnh là 2 đúng không? Thì tức là AB là 2. AB chính là đường đường kính. Ok không mấy đứa? Nghe có hiểu được không nhỉ? Thúy Nga nghe có hiểu được không? VL nghe hiểu được không? Có ạ. Ừ, cái Mai nghe hiểu được không đây? Có ạ. Ừ, Trang CH ổn chưa? Nói chung đề bài cho tiết diện thì các bạn chỉ cần vẽ tiết diện cho thầy thôi. Ví dụ 2. Rồi bây giờ bài tương tự nhé, cho hình nó nét. Rồi biết tiết diện. Qua trục. Qua trục. Là tam giác. Vuông cân có cạnh bên
bằng 2 đi, rồi tính S toàn phần của hình nội, tắt đây thôi, tính S toàn phần của hình nội. Ok. Nào, một chút thời gian các bạn tính ra đây. Kết quả là bao nhiêu? Ở bay tầm ra sao đồ, đúng những cái gì thầy ra dạy, mình đã áp dụng vào xong. Quan trọng mình được phải nhớ cho thầy là được, đừng có quên. Nào có ai ra kết quả chưa? Bạn nào có kết quả tốt chat lên nhóm nha, cùng thảo luận. Kết quả bao nhiêu nhỉ mấy đứa nha? Nào, ở đây S tiếp diện đây, tiếp diện là tam giác SAB, tôi vẽ ra như thế thôi. Đây là S AB đúng không? Vuông, thầy nó chỉ là vuông thôi, mình phải tự hiểu là vuông, vuông cân tại tại S luôn đó. Rồi vuông cân đúng không, cạnh bên thì mình hiểu cạnh bên sẽ là gì, đây cạnh bên là hai đây mấy đứa, cạnh bên hai đây là hai đây, thì mình có ngay AB là bao nhiêu mấy đứa, AB sẽ là hai căn hai, tự tính được. Vậy chia ngay R là bao nhiêu, R sẽ bằng là AB chia hai bằng căn hai, và H của mình cũng vậy, cũng là AB chia hai bằng căn hai. Vậy mình có ngay S toàn phần bằng gì mấy đứa nha? Bằng S xung quanh cộng S đáy. Đó. Bằng là Pi RL cộng Pi R bình. Thay số vào thôi. Pi RL tức là thay số là 2 căn 2 Pi cộng với cả 2 Pi. Đấy. Số hơi xấu một chút. Mấy đứa hiểu chưa? Đơn giản thôi. Không có gì cả. Hiểu không mấy đứa nhỉ? Rồi, thì bây giờ thì cho ví dụ 3. Rồi. Cho hình nó nét. Rồi, biết. Tiếp diện. Qua trục là tam giác có một góc 120 độ phải, rồi cạnh bên bằng hai, rồi tính tính đơn giản thôi, tính tính S xung quanh đó. Biết trên diện qua trục là một tam giác có một góc của 120 độ thì các bạn phải tự suy luận đấy là góc nào, hiểu vấn đề chưa? Ta cân có một góc 120 độ đấy, các bạn sẽ suy luận cho thầy là góc nào.
một cái trình tự thôi. Nè, có kết quả sai nha thầy. Có ai có kết quả chưa? Chắc có thể ra bao nhiêu? Nào Huy nè, Huy lên 6 giúp thầy này. Huy. Nghe rõ không Huy? Alo Huy có đây không? Của em ạ. Ừ, thì theo Huy góc 120 độ là sẽ là góc nào Huy nhỉ? Góc 120 độ thì không cho ở đâu cả, thì theo em là sẽ góc nào? SAB đây thì sẽ là góc nào? Góc B. Em nhìn nhá, tam giác SAB luôn cân tại S chưa, đúng không? Thì tức là mình sẽ có góc A bằng góc B. Ok thì không đã nguy hiểm chỗ Vâng. này. Ừ, thì nếu giả sử góc 120 độ ấy là góc B thì góc A cũng là 120 độ. Em thấy vô lý không? Có. Ừ, tức là góc mình chuyện là góc 120 độ chỉ góc gì thôi. Đó. Họ S thôi. Huy hiểu chưa? Các bạn hiểu suy luận không nhỉ? Thì nói lại nhé, nếu giả sử góc 120 độ ấy là góc A vì tam giác SAB cân tại A chưa, nên góc B cũng là 120 độ, mà tam giác có hai góc tù là vô lý, đúng không nhỉ? Đấy, nên buộc góc đấy phải là góc góc S, được chưa nhỉ? Đã. Thì bây giờ vẽ góc S thôi, bên bình thường thôi. Đấy, vẽ bình thường. Đến đây Huy làm được chưa? Chưa. Nào, S AB 120 độ đây. Rồi thế góc S là 120 độ nhá, thì góc này bao nhiêu độ nhỉ? Mười. Bao nhiêu? Sáu mươi. Ok, nó cho gì? Cạnh bên bằng 2 tam giác SAB cân tại S thì cạnh bên sẽ là cạnh nào? SB. Ừ là 2. Vậy em có tính được SO không? Có SO dùng gì? lúc SBU Ừ, dùng dùng tan sin hay cos tan tan á, tan làm sao được không? SB cạnh huyền ừ. mà em, vuông tại O mà, SB cạnh huyền mà. Dùng gì nhỉ? Cos 60 độ bằng gì? Kề là SO trên SB. Vậy em có SO là bao nhiêu? Bằng Hai SB trên nhân cos 60 độ. Đấy, sẽ bằng thêm tính nào? Bằng 2 nhân cos 60 độ bằng căn 3. Nguy hiểm không đã? Bằng 2. Ok chưa? Rồi. Vậy mình có SO là căn 3 chưa? Vậy dễ dàng vậy chia OB là bao nhiêu? Bằng căn cái gì nhỉ?
căn của Pythagore thầy, căn của gì đây? SB bình trừ đi SO bình, đúng không? Bằng căn của gì nhỉ? 2 bình trừ đi căn 3 bình bằng 1. Rồi, cái này chính là gì đấy em nhỉ? OB chính là gì đấy? Bán kính. Đúng rồi, chính là R. Vậy em có S xung quanh chưa? PRL. Đã, đúng không nhỉ? Ừ, thầy hiểu cái phanh rồi, sao không còn xin từ đầu ngay? Thầy muốn tính hát cho mình được quen tay thôi. Bài này hỏi S xung quanh, có thể bài khác hỏi thể tích, hỏi các kiểu gì đấy. Thầy muốn tính hết các dữ kiện trong hôm qua. Ý thầy là vậy. Rồi, nhân 1, nhân 2, bằng 2 đi. Huy hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Các bạn cứ vẽ cái tam giác ấy thôi, phần này rất là dễ đấy. Trong các loại thiết diện thì thiết diện qua trục là cái loại dễ dễ nhất nha các bạn nhé. Nhớ thầy cái đấy. À, 2 cốt 6 mét bằng 1 à? Ờ, chắc là lát đấy. 1, ok. Bằng căn 3. Rồi, thế lại căn 3 thôi. Thay số lại cho thầy sẽ bằng là 2 căn 3 đi. Ok. Các bạn nắm được không? 3 ví dụ nhá. Thiết định qua trục nó chỉ có vậy thôi. Nào, luyện tập một bài cho quen vậy. Cái này nó khá là dễ thôi. Nào, thế bây giờ làm cho cái bài này sao? Không phải chép đề nhá, không phải chép đề, các bạn cứ chọn cái đáp án luôn. Nào. Không phải chép đề. Qua dụng 4. Luyện tập thêm thôi. Không phải chép đề, đáp án là gì? A B C D. Đây là A. Không phải chép đề. Nào, đáp án là gì? Nháp cho người nhanh, nháp nhanh ra ngoài. Nói chung lớp 12 rồi mà mình cứ lười ấy, học xong lại ôn, không chịu ôn lại, cứ học xong lại quên, không lại quên rất là mệt đấy nha. Phải chịu khó xào đi xào lại vào lớp 12 rồi. Bài cũng dạy hết rồi. Nói chung là chăm chỉ một tí là được thôi, không phải quá khó. Đó là gì mới đến nhỉ? Nhát nhanh. Vuông căn này. Thằng này là căn A. Chiều cao là cái gì, L là cái gì? À, các bạn khác nhập ra kết quả rồi, các bạn khác bảo bao nhiêu? Bài này chỉ một phút thôi nha, các bạn đừng làm lâu. Nhưng câu dễ này thì mình phải tiết kiệm thời gian thôi. Ai có kết quả cứ chat nhóm cho thầy nha. Nào. Có kết quả tôi chat nha. Ừ, thằng Ly, hai đứa khác nhau rồi đây. Quá trò khác nhau rồi. Ly với cả Nhật khác nhau rồi. Nào, phanh D6 giúp thầy nào phanh. D6. Ừ, bài này bán kính là bao nhiêu? Bằng kính là bao nhiêu? Đây này, đây là R này, đây là R này. Bằng kính sẽ là gì nhỉ Phanh nhỉ?
Có hiểu được bài trước không Phanh? Phanh hiểu các bài trước không? Hơi hơi thì em nhìn cái phần này mà hơi hơi thì hơi toang đấy nào. Em nhìn như thế là tiết diện qua trục ấy, nó chỉ là tam giác SAB cân thôi. Đấy, thì trong đó SO là H, AB cạnh đáy là 2R. Đường sinh luôn là cạnh bên L. Em hiểu chưa thông số này? Đấy, các thông số như thế. Thì có làm bài tập ở nhà buổi trước không? Thì bây giờ em nhìn này. AB là 2R với L. AB là hai bán kính đúng không? Vậy bán kính bao nhiêu? Bằng 2 của AB. Ừ, AB trên 2 bằng gì? Căn 2 trên 2. Anh hiểu không? Rồi chiều cao là gì? Thế vậy rồi vuông cân rồi thì SO sẽ bằng gì nhỉ? Lý thuyết của trong ghi đấy anh. Nó cũng bằng là AB chia mấy? Tức là căn 2 trên 2. Vậy V là bao nhiêu? Còn nhớ công thức V không? 1 phần 3. 1 phần 3 nhân với cả căn 2 trên 2. B. Đừng đừng thay số vội ghi công thức đã. B nhân gì nhỉ? Nhân với cả H. H nhân R nhân bình. Cả R bình. Bằng 1 phần 3 này. Nhân B này. Nhân căn 2 trên 2 này. Nhân căn 2 trên 2 mũ 3 này. Đấy. Mở máy tính nhân thầy phanh ra bao nhiêu? Thì đáp án là làm gì đây? B thì phải. Ừ, đáp án B. Phanh hiểu thật bài này chưa? Rồi. Cái tiết diện này khá là dễ đấy. Trong các loại ba loại tiết diện mình chuẩn bị học ấy, cái này thì dễ nhất rồi đấy mà các bạn còn ngắc ngứ gì. Các loại sau các bạn chỉ khóc vào tiếng Mông Cổ thôi. Ông Minh Đức này ông vào muộn thế. Mãi mới vào. Thúy Nga biết à? Dung có hiểu cái em Dung? Không có. Ừ. Linh ok không Linh? Rồi, thì mình sang phần 2 nhé. Loại 2. Loại 2. Là tiết diện. Song song với đáy. Đó, loại này khó một chút. Tiết diện song song với đáy. Tiết diện song với đáy. Được chưa? Rồi các bạn hiểu cho thầy là cái tiết diện song với đáy ấy. Đây này. Thì vẽ hình nó ra đây. Các bạn theo dõi nó dễ. Đây nó này. Nó đẹp một chút. Ok. À. Là thiết diện hình nón này và sẽ đây hình nón của thầy căn O được chưa nhỉ, đỉnh là S đó rồi. Đây là cái trục được chưa, cân đối thôi đó, đây là S được chưa nhỉ. Rồi thì các bạn hiểu cho thầy nhé, đây là AB này. AB. Thì thằng này hiển nhiên nó là gì nhỉ mấy đứa? Thằng này nó sẽ là gì? Sẽ là R. R to nhé, R bán kính to. Thì các bạn hiểu cho thầy, tiết diện song song với đáy nó là gì? Nó là hình tròn. Hình tròn.
Nó sẽ nhảy. Đây nó sẽ như thế này. Nó sẽ như thế này. Đó, mà thằng P đây bất kỳ đây, xong xong rồi đấy. Lại hình tròn. Thì gọi đây là O phẩy. Mà kính này đây là B phẩy đi. Đây sẽ R phẩy. Rồi, lại hình tròn. Được chưa nhỉ? Rồi thì con nhìn thấy nhá. Bây giờ thầy lấy một góc cắt ra này, thầy cắt. Ok, tiết diện hình hình luôn không mời được. Đây hình tiết diện của thầy nhá, tiết diện này. Đấy không? Là hình tròn. Đó. Thì mình hiểu tiết diện nó như thế này thôi, nhưng mà thực tế người ta sẽ hỏi những bài toán nâng cao hơn, sẽ hỏi như sau. Họ sẽ hỏi như sau này là mình lấy một lát cắt nhá. Cắt ra. Một lát cắt ra nó sẽ như thế này. Lát cắt của họ như thế này. Tức là đây mình sẽ lấy một cái mảnh của tam giác SOB thôi. Đây là S. Đây là O. Đây là B. Được chưa nhỉ? Rồi thì gọi đây là O phẩy đi. O phẩy. Đây là cái E. B phẩy. Thì bán kính là chiều cao đây R nhá. Đây là R phẩy. Ok không? R phẩy. Cả thằng này, cả thằng to này là H. Cả to này là H. Thì thầy gọi thằng nhỏ này này, thằng nhỏ này này, nó là H phẩy. Phẩy đây đi. Thì cả thằng nhỏ này nó là H. Ok chưa? Rồi. Thì bây giờ nhá, mình sẽ có này. Mình sẽ có, thông thường những bài này họ sẽ hỏi như sau thôi. Mình sẽ có là V to á, V to nó sẽ là 1/3 BH R lớn bình. Có nhận thấy không? V phẩy tức là V nhỏ, V phẩy tức là V nhỏ nhá, nó sẽ là 1/3 H B, vẫn là B thôi, nhân H phẩy nhân R phẩy bình. Các bạn ok chưa? Rồi thì khi đó mình sẽ có ngay, mình sẽ có ngay là V phẩy V nhỏ trên V to. Các bạn nhớ được thì tốt, mà không nhớ được thì thôi, thì đang dạy chứng minh đấy. V phẩy trên V to, các bạn thấy chi tiêu cái gì mấy đứa nhỉ? Chi tiêu là cái gì? B trên 3 không? Hết, vậy sẽ còn là H phẩy trên H nhân với cái R phẩy, nhân với R phẩy bình trên, mình sẽ viết như này đi, nhân với R phẩy trên R tất cả bình. Đó. Nên có để cho thầy nhé. Để cho thầy này, vì là tiết diện song song không nên là mình có O phẩy B phẩy, O phẩy B phẩy song song với OB chưa? Đấy. O phẩy B phẩy song song OB nên là mình có H phẩy trên H bằng R phẩy trên trên R. Mình có nhá, cái này này, bản thân cái này nhá, bản thân cái này nó bằng H phẩy trên H. Đúng không? R phẩy trên R bằng H phẩy trên H mà, vậy tức là mình sẽ có bằng H phẩy trên H tất cả mũ 3, hoặc có thể bằng R phẩy trên R. Đấy, mũ 3. Tức là tỷ số của hai phần với nhau. Các bạn ok không? Đấy là tỷ số của hai phần. H phẩy trên H bằng R phẩy trên R tất cả mũ 3. V nhỏ trên V to, công thức đơn giản dễ nhớ đấy thôi. Tức là chiều cao mới chia chiều cao cũ tất cả mũ 3. Mày đã thấy ổn không? Ok chưa nhỉ mấy đứa nha? Thầy giảng lại chỗ suy, cái chỗ suy ra đi thầy. Đây nhá, nhìn cho thầy lại này. Là cái O phải B phải song song với cả cái OB không? Vì tiết diện song song mà mấy đứa. Đấy, nên là ta lét mình sẽ có SO phải trên SO bằng O phải B phải trên OB. Ta lét rồi mấy đứa. Ok không? Tức là mình sẽ có là H phải trên H bằng R phải trên R.
Mày đã thấy ổn không nhỉ? Mai ok chưa ạ? Đấy thì h phải trên h bằng r phải trên r rồi thì thầy thay vào đây thôi. Nó sẽ là chiều cao mới chia cho tất cả mũ a bằng gì vậy? Ok. Ổn chứ? Đấy, thế thôi. Phương diện song song với trục nó chỉ đơn giản vậy thôi. Các bài toán nó rất là dễ dàng. Được chưa nhỉ? Rồi bây giờ sẽ là có ví dụ như sau này, ví dụ như sau nhé. Ví dụ 4. Đó. Rồi thầy cho hình nón S, cho nón nón S tức là nón đỉnh S mới tự hiểu như vậy. Được chưa nhỉ? Có độ có L bằng 10 và L bằng 10 và H bằng 5 căn 3. Là sự vậy. Ok. Rồi bây giờ câu hỏi này, mặt phẳng alpha đi qua trung điểm của trục. Trung điểm của trục. Và song song với cả đáy. Chia nón thành hai phần. Rồi ok không? Câu hỏi là tính v không chứa s. Không chứa s. Đó. Tức là các bạn hiểu cho thầy là hình nón này chia thành hai phần không? Một cái nón to đùng và một cái nón nhỏ ở trên. Thì nón nhỏ trên là chữ S rồi, con hiểu cái này không nhỉ? Thì V không chữ S thế là gì? Tức là cả nón to chứ nón nhỏ. Kiểu như vậy nhá, các bạn hiểu cho thầy như thế. Rồi các bạn cứ thử tự làm xem nào, cho 3 phút các bạn làm thử cho thầy. Thầy còn ra không? Nào. Nếu công thức nhé là V trên trên V dưới bằng 2 cộng 3. Các bạn làm những bài kiểu này các bạn chỉ vẽ một cái mẫu mẫu như thầy như lý thuyết thôi, mẫu như thầy thôi. Một cái màu nhỏ như thầy thôi là được. Đây là S, đây là O, đây là A, đúng chưa? Trung điểm đi, mình gọi là điểm M đi chẳng hạn vậy. À, song song đúng không? Đây là N đi. Rồi nhìn theo trình bày nhá. À, mình có này, V phẩy trên V bằng bao nhiêu mấy đứa nhá? Sẽ bằng H phẩy trên H tất cả mũ 3. Mà h phải là mấy? Nhìn cho thầy này, h phải bây giờ nó bảo là mặt phẳng alpha đi qua trung điểm của trục. Trung điểm của trục đây, trung điểm này đúng không? Thì h phải trên h sẽ là 1/2 tất cả mũ 3 và 1/8. Vậy thì ra v bao nhiêu? V to sẽ bằng là 1 phần v phẩy sẽ bằng 1/8 v to. Đúng không? Tức là cái nón nhỏ của thầy ấy, nón nhỏ sẽ là 1/8 cái nón to không? À thì sẽ phần dưới là bao nhiêu ở mấy đứa?
Vậy suy ra ngay thôi là v không s, v không s đúng không? Tức là v dưới này, đây là cái v dưới này, cái v dưới mình gọi là v không, v không s, v không s. Ok không? Nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng là 1 trừ đi 1 phần 8 v to, lại sẽ bằng là 7 phần 8 v to. Các bạn hiểu 7 phần 8 không đấy? Tức là cái bánh các bạn ấy, các bạn ăn 1 phần rồi, cái bánh có 8 phần bằng nhau, mà các bạn chén cái ngọn là 1 phần rồi, thì còn lại là 7 phần. Hiểu vấn đề không nhỉ? Dạ. Mà v to tính là bao nhiêu? Tự tính v to đơn giản thôi. Nào, vậy tính v to nhé. Mình có r là bao nhiêu nhỉ? Bằng căn của l bình chứ h bình. Thay số bằng 5 à? Bằng 5. Vậy sẽ v bằng bao nhiêu? 1 phần 3 bh r bình. Đúng không? 1 phần 3 gì đây? 1 phần 3 b nhân với cả 5 sẽ là bao nhiêu nhỉ? 5 căn 3 nhân với 5 bình. Đấy, số hơi xấu một chút là 1, 2, 5 căn 3 bình trên 3. Rồi, các bạn hiểu vấn đề chưa? Đấy. Ổn không mấy đứa nha? Các mấy giờ thấy ổn sao? Nhớ công thức cho thầy nhé, là V trên trên V dưới sẽ là 1 phần 3 và sẽ bằng là RH phải trên H tất cả mũ. Ok chưa? Một bài tương tự nhé. Quỳnh Trang nghe có hiểu được cái này không Quỳnh Trang? Nghe ổn không đấy? Trang nghe ổn không? VL nghe ok không? Có ạ. Hiệp Lê nghe ổn không? Rồi, lát sẽ cho một cái bài phân tích khá là hay. Một cái bài để cho các bạn phân tích, thoải mái phân tích nhé. Rồi, ví dụ 5 này, ví dụ 5. Rồi. Nào. Bây giờ cho khối nó nét, cho hình nó nét. Cho nó nét đi. Được chưa nhỉ? Rồi, mặt phẳng alpha. Mặt phẳng alpha. Qua trục. À, song song với trục, song song với đáy. Chia nó nét. Chia nó nét thành hai phần. Rồi gọi nhá, thì gọi V1 là V chữ S là phần thể tích chữ S. Chữ S. Rồi V2 là còn lại. Còn lại là không chữ S thì mấy đứa ạ. Biết biết V2 bằng 2 lần V1. Rồi câu hỏi của thầy là tính tính tỉ số, tính tỉ số của H phải trên H. Như thế này cho nó. Rồi, và chiều cao khối nón nhé. H và chiều cao khối nón bằng 20. Câu hỏi của thầy là tính tính H1, tức là chiều cao, chiều cao nón V1. Tính H1 cho thầy. Tức là chiều cao nón phần V1. Đó. Các bạn vẽ cái hình tương tự nào. Áp dụng nhanh thôi.
Nào, có ai tính được không? 21 là bao nhiêu không? Nó không nhìn ra khóc. Lập luận như thầy vừa nãy thôi, các bạn cứ gọi cái phương trình ra đấy, viết cái phương trình ra mình sẽ hình dung được vấn đề thôi. Có ai ra chưa? Nào, một đứa cũng làm với thầy nhé. Triển khai vấn đề cùng vào vui. Nào, Khánh Ly nào, thử xem nào. Khánh Ly. Em chưa. Nào, bây giờ nhá. Dạ. Ừ, thầy gợi ý cho mày này. V2 đây, cái mình vẽ hình ở đây. Mình ở dưới đây. Đúng không? Đây, để vẽ hình cho xem. À, cùng triển khai nhá. Đây là S O A. Đây cái điểm M ở đây bất kỳ đi. Mình không biết nó là cái gì cả. Là N. Nào, thì V2 bằng 2V1. Tức là mình có V1 trên V là bao nhiêu? Tức là cả cái V chia mấy phần nhỉ? Cả 2 V phần. Cả cái V mình chia mấy phần bằng nhau? 3. 3 phần bằng nhau. Ừ, thì tức là V1 trên V là bao nhiêu? Đây này. Tổng V1 cộng V2 là V không? V to không? Đấy, M. Vâng. Tức là V V to là 3 phần rồi. V1 là mấy phần? 1 2. Phần. Ăn. 1 phần. 1. Tức là 1 phần 3. Mình theo công thức V1 trên V đây này. Đây là H1 này. Cả cái to là H này. Em thấy không? Cả cái to này là H kìa. Vậy mình có bằng H1 trên H. Đây có mũ mấy? Có mũ 3. À vậy chưa? H1 là bằng bao nhiêu? H1 mũ 3. Thế bằng là H mũ 3 trên cho 3. Đúng không? Thế bằng là 20 mũ 3 trên 3. Vậy em có H1 là bao nhiêu? Thế bằng căn lực 3 của gì? 20 mũ 3 trên 3. Các sĩ bao nhiêu? Sĩ bao nhiêu? Sấp xỉ 13,86. À, 13,86. Ly hiểu không? Thấy dễ không? Rồi ạ. Các bạn thấy dễ không nhỉ? Ok chưa? Đấy, cái phần này nó chỉ vậy thôi. Còn khá là cơ bản. Để cho 3 bài cơ bản như thế nhé, cho bạn pen tay nhé. Bài này có ai thắc mắc gì không nhỉ? Để cho một chút thời gian xem lại. Có bạn nào sẽ băn khoăn chỗ nào không? Công thức mình chỉ đơn giản như vậy thôi. Ok chưa mấy đứa? Nào, 1 phút nữa các bạn xem là thấy băn khoăn chỗ nào thì hỏi thầy luôn nha. Vì nó rất là dễ thôi. Không có gì khó khăn cả. Rồi, bây giờ để cho V6 nhé, tưởng tượng một chút nhé, V của ví dụ 6. Tưởng tượng một chút này. Tưởng tượng một tí nha, là bây giờ một cái phễu này đây, cái phễu đây. Một cái phễu nhá, một cái phễu đấy, một cái phễu. Hình nón nha mọi người nhá, hình nón. Hình nón được chưa? Một cái phễu hình nón.
Rồi. Chiều cao cái phễu này là 20 cm. Tức là chiều cao phễu 20 cm. Thầy đổ vào đây một lượng nước. Đổ vào đây một lượng nước. Đổ vào đây một lượng nước nha. Đây, nước ở đây đâu? Đây phần nước này. Phần nước. Biết chiều cao của nước, chiều cao của nước. Chiều cao của nước là 10 cm. 10. 20 m, 20 cm. Cái này chiều cao là 10 cm. Các bạn tưởng tượng này, cái phép của thầy ấy, thầy đổ một lượng nước có chiều cao bằng 10 cm là bình thôi. Rồi sau đó thầy lật ngược lại, lật hình lại. Lật cái phép lại, lật lại. Lật cái phép lại. Vẫn là lượng nước đấy nhá, các bạn tưởng tượng cho thầy là vẫn lượng nước đấy. Thầy lật cái phép lại. Lật cái phép lại như thế này. Đó, các bạn thấy không? Đấy. Được chưa nhỉ? Lật cái phép này. Được chưa? Thì khi đó mực nước trong phễu nó sẽ như thế này. Mực nước trong này nó sẽ là mực nước đây. Chiều cao là h. Ok, câu hỏi là tính h bằng bao nhiêu? Bằng khoảng chậm. Tức là khi cái phễu thầy để mũi nhọn xuống đất đúng không? Thì chiều cao là 10 cm. Còn khi thầy úp cái phễu lại, đấy, vẫn là mực nước đấy, nhưng mà nước nó sẽ bị thấp hơn. Đúng không nhỉ? Thấp hơn một chút. Thì chiều cao mới sẽ là bao nhiêu? Sẽ cho 4 đáp án tham khảo này. 4 đáp án tham khảo. A, B, C, D. Đáp án A. Cho 4 đáp án tham khảo nha. Đáp án A. A là 0,87. Đáp án B là 10. Đáp án C. Cái đàn C là bao nhiêu đây? Mình cho bao nhiêu? 1,07. Cái đàn D là 1,35. Đó. Thưa các bạn thì chiều cao mới sẽ là bao nhiêu? Có tương tự là hình không mấy đứa? Nên cái phễu ấy, các bạn tưởng tượng như thầy là ban đầu chiều cao nước là 10 cm, vẫn cái lượng nước đấy, thì úp cái phễu lại. Thì chiều cao phễu là bao nhiêu? Chiều cao một nước dâng là bao nhiêu ấy? Thì thầy hỏi chiều cao một nước dâng là bao nhiêu? Đấy. Tưởng tượng một chút thôi. Nào, cho 4 phút nghĩ thử nhá, ai có ý tưởng gì thì nói cho thầy. Nó dùng công thức này thôi, vẫn chỉ là công thức là V phẩy trên V bằng H phẩy trên 2 mũ A thôi. Vẫn dùng thức ký thôi. Nếu các bạn sẽ tưởng tượng một chút là như thế nào. Ở đây có cái gì không đổi? Lượng nước không đổi. Đã. Chiều cao của cái phễu không đổi. Dù úp hay ngửa ấy, thì chiều cao phễu nó vẫn không đổi. Mọi người xem những cái gì không đổi thì mình bám vào đấy. Câu này là một câu khó đấy. Thì cho cái này câu hơi khó. Các bạn tham khảo thêm.
Có ai có ý tưởng gì không? Ý tưởng thôi chứ còn làm vụ. Bài này tưởng tượng là khá nhiều một chút. Nó hơi khó một tí thôi nhưng mà không đến mức là không làm được. Có ai tưởng tượng được không? Nào bây giờ phân tích với nhau nhé, mình phân tích nhé. Phân tích nào. Thế gọi một đứa cùng làm với thầy nhé. Phân tích cùng thầy thôi. Nào thằng Nam nào, có biết không? Có. Ờ bây giờ phân tích nhá. Ở hình 1 đi, hình 1 đây, hình 1. Về hình 2. Nếu mình cắt hình phẳng ra nhìn này. Cắt hình phẳng ra như thế này. Để chữ một chút. Rồi. Đây, đây là ngược lại, mình sẽ cắt ngược lại như này. Đấy, đây là đỉnh S nhé, đỉnh nó là S này. O này, đây là A đây, bán kính đi. Rồi, đây là cái điểm điểm M đi. Thì khi đó mình có đây là V nước 1 này. Đúng không? Thì mình có ngay là V1 trên V là bao nhiêu năm nhỉ? Có ghi công thức không? Công thức ra sẽ bằng là theo hình vẽ sẽ bằng là S, SM trên SO tất cả mũ 7 mũ 3 đúng không nào? Vâng. MSO nó cho chưa? Đây trừ cao nước này này. Nó cho là 10 trên 20 mũ 3 bằng 1 phần 8. Tức là mình có V1 nha. V1 bằng 1 phần 8 V to. Đấy. Rồi sang hình 2. Mình cắt hình 2 ra. Rồi hình 2 mình cắt như thế này đi. Cắt ra sẽ như thế này. Đúng không? Đấy. Đây là S, đây là A, đây là O, OA. OA. S OA. Rồi, khi đó nước nó sẽ như thế này này. Một nước mình đây. Đấy. Rồi nếu mà thầy hỏi Nam nhé, nếu mà thằng này là H. Thằng này là H. Thằng bên trên này là bao nhiêu? Thằng bên trên sẽ là bao nhiêu? Ừ, nếu thầy thằng dưới là H, chiều cao nước là H thì thằng ở trên sẽ là bao nhiêu? Gọi điểm M đi. À, thằng ở trên sẽ là bao nhiêu nhỉ? Đấy, thầy bảo được trong bài này thì chiều cao nón không đổi, các bạn hiểu chưa? Chiều cao nón không đổi. Dù nón có úp hay ngửa thì chiều cao nó vẫn là 20. Thì nếu thằng mực nước, chiều cao mực nước ở dưới là H nhé. Thì còn lại ở trên sẽ là 20. Đúng không? Thì bây giờ mình có V nước này. V nước. V nước. Đấy. Trên V to đi. Trên V to. Nó sẽ bằng gì Nam nhỉ? V nước trên V to nhé. Bằng 1 phần 8 không? Ở cái trước mình vừa tính rồi. Có hiểu không đã? Đây, V nước không đổi. V nước không đổi đúng không? Nước vẫn là lượng nước đấy thôi, nó không đổi. Mà V nước nhá, các bạn hiểu cho thầy này. V nước là V dưới không? V nước là V dưới. Vậy sẽ bằng gì? Sẽ bằng là 1 trừ gì Nam nhỉ? 1 trừ đi gì theo Nam? V nước. Sẽ bằng là V to trừ đi V trên không? Đấy. Mà V trên công thức là gì nhỉ? Sẽ bằng là 20 trừ H trên cho H mũ mấy? 3. Nam hiểu không? Mày đứng nghe không? Đây nha, thầy phân tích chậm lên này, đây này. Cái lượng nước này không đổi, cùng nghe với thầy nha, lượng nước không đổi. Chuẩn chưa? Ok không? Lượng nước nó chính là V mấy đây? V1. Thì gọi là V1 nha. Thì theo công thức ở trên V1 trên V to 1 phần 8.
Ok, tức là về nước 1 phần 8. Thì ở đây hình này vẫn là về nước đây. Tức là về nước của thầy chỉ chiếm 1 phần 8 V thôi. Nhưng mà trong hình 2 ấy, thì về nước nó thành V ở dưới chưa? Đấy. V ở dưới không? V dưới thế bằng V to trừ V trên. Chuẩn thế nhỉ? M V trên trên V to là bao nhiêu? V trên V to là chúng ta chiều cao trên không? Chia cả chiều cao không? Vậy sẽ rằng là 20 trừ H trên H mũ 3. Ok. Vậy thì các bạn KCO cho thầy ra H sẽ bao nhiêu? H sẽ bao nhiêu? Các bạn thầy khuyên các bạn nhé là nên nhập cái hàm này vào. Tiếp sâu. Tiếp sâu cho thầy nhá. Ok không? Tiếp sâu cho nhanh. Sắp xỉ bao nhiêu nhỉ? Có kết quả chưa? Hùng ra à. Tiếp sâu nhập cái hàm vào rồi tiếp sâu cho thầy nhá. Hoặc các bạn thầy rửa tay cũng được tùy. Nó như nhau thôi. Nên rửa tay các bạn hơi lâu. Về cơ bản là vậy nhá. Cái bài này cũng là một bài khó. Đến đây các bạn xếp sâu cho thầy nhé, ok không? Có phương trình rồi thì việc còn lại là bằng máy tính thôi, các bạn nhập máy tính vào rồi xếp sau. Bài này ngẫm thêm này một chút nhá, bài này bài lên cao đấy, ngẫm cho thầy một chút. Ok chưa? Ngẫm một tí cho thầy. Rồi. Nó không khó đâu, nhưng mà nó cần tư duy nhiều. Về mặt phương trình thì nó rất là dễ dàng. Ba ví dụ phần này. Ngẫm thêm bài này nhá, ngẫm thêm nhá. Mình xong loại 3 đi, loại chữ 3 là loại cuối cùng ngày hôm nay. Loại này các bạn mới cần luyện tập nhiều này. Cần luyện tập nhiều. Nha. Loại 3 là tiết diện. Tiết diện quá đỉnh. Tiết diện quá đỉnh. Bài này mới là phần quan trọng nhất của mình hôm nay nha. Tối thiểu trong buổi hôm nay các bạn phải nắm cho thầy cái phần tiết diện qua trục. Là cái tối thiểu các bạn phải nắm được qua trục nha. Vì các bạn thi mức dưới 8 hay dưới 7 ấy, thì nó chỉ rơi tiết diện đấy thôi. Còn loại 3 này là những bài là từ 7, 8, 9 rồi. Thì nó thẳng là 7, 8, 9. Cố mà nghe. Mà điểm đều quá ảo lắm. Các bạn cố gắng học đi. Trên trường mình những câu khó sẽ rơi vào những câu phần này. Nó không khó lắm, thầy cho các bạn cách tư duy hết, yên tâm. Nào, quá đỉnh. Bài hình nón đây. Hình nón đây. Đó, chờ chút. Phần này thì vẽ hình đẹp một chút. Dễ là các bạn vẽ cho thầy hình nón. Được chưa? Đây là S. Đây là O. Đây là cái trục. Các bạn nhìn thấy nhé. Tiết diện qua đỉnh. Qua đỉnh. Qua đỉnh, qua trục thì dễ rồi. Nhưng qua đỉnh các bạn nhìn thấy. Các bạn chỉ tưởng tượng cho thầy nhé. Là qua đỉnh nó sẽ là nó phạt chéo một tí. Nó sẽ như thế này này. Nó sẽ như thế này. Nó phạt chéo một tí đấy, phạt chéo như thế này một chút. Đây sẽ là AB. Đấy. Là AB. Thì tiết diện mình sẽ là gì? Sẽ là tam giác SAB. Tiết diện là tam giác SAB. Ok nhá, mình có tiết diện nó là tam giác, tam giác cân đi, cân SAB tại S, nhớ cho thầy nha. Sau mình vẽ trên tiết diện nó sẽ là tam giác cân tại S luôn. Đấy, hình nó như vậy. Thì các bạn nhớ thầy trong các cái này mình sẽ hỏi như sau. Các câu hỏi sẽ hỏi như sau nha. Thông thường thì mình sẽ vẽ cái mô hình chóp ra, mình sẽ cắt hình
cắt hình cho dễ nhìn. Tức là cái cắt hình chóp như sau, đỉnh là S, đấy là OAB, OAB, đấy, cắt hình, rồi cắt hình như thế này, có SO mày đấy mày đứa nhá, SO mày đấy, đấy, họ sẽ cắt hình. Đây là S, O, A, B. Nhớ thầy là tam giác OAB luôn, là tam giác cân, đúng không? Cân thôi nhá, cân thôi. Rồi. Mục tiêu chính của họ vẫn là hỏi thể tích là cái gì đấy. Thì bây giờ con nhìn thầy này. Câu hỏi đầu tiên nó sẽ hỏi là góc giữa thiết diện. Góc giữa SAB ấy, SAB và đáy, đấy. Các bạn nhớ không? Đây là hình chóp rồi. Mình sẽ làm như thế nào nhỉ? Kẻ đúng một đường cao thôi. Nhớ đây là cân nhá, cân lên thằng M này này, thằng M này này. Thế là trung điểm. Được chưa? Các bạn nối vào cho thầy. Nối vào cho thầy. Đấy, nó sẽ là góc SMO. Một thằng đầu tiên. Nếu mà hỏi góc giữa SAB và đáy, còn nhớ mô hình không? Ok nha. Được chưa nhỉ? Các bạn nhớ thầy OA, thực tế OA nó chính là R đấy, R, OA chính là R. Được chưa? Rồi. Chiều cao nó chính là SO chính là H, đấy. Cái câu hỏi thứ hai họ hay cho là khoảng cách từ O đến SAB. Khoảng cách từ O đến SAB, các bạn chỉ cần là gì thôi. Đây, kẻ thêm một đường cao nữa, kẻ thêm là OH cho thầy vào. Kẻ thêm thầy OH, đấy, nó sẽ bằng OH. Kẻ hai đường cao, từ chân đường cao nhé, từ O này, từ O kẻ hai đường cao thầy, nó chính là OH. Nhớ là cái mô hình đấy. Và cái thứ ba họ hay hỏi các bạn như sau là diện tích tam giác SAB. Đấy, các thông số này. Được chưa? Diện tích tam giác SAB nó sẽ bằng gì? Sẽ bằng là 1 phần 2 SM nhân AB. Vì sao? Vì M là trung điểm rồi mấy đứa. M là trung điểm rồi nên là góc này sẽ là góc. Góc vuông. Bài này là bài hơi khó đấy nên là thầy sẽ chậm. M là trung điểm rồi nên là góc này sẽ là góc. Góc vuông. Thì tam giác cân này mà. Cân nó SAB cân là S này mà. Đúng chưa? Hai cái này bằng nhau. Rồi, ba thông số người ta hay hỏi như vậy thôi. Các bạn ghi lại cho thầy. Ba thông số hay hỏi. Đơn giản như thế thôi, là không cầu kỳ nhiều. Tùy vào bài toán mình có thể phải suy luận hợp lý. Và bạn nhớ cho thầy nhá. SASB, SASB là chính là E, L đấy. SASB là chính là L, OA, OB chính là bán kính, SO chính là đường cao trong hình vẽ này. Tất cả những cái câu hỏi của thiết diện qua đỉnh nó chỉ hỏi xung quanh những câu hỏi này thôi. Hỏi xung quanh những câu hỏi này thôi. Được chưa nhỉ? Rồi bây giờ cho một bài, mình coi như là ví dụ 7. Trắc nghiệm với các bạn cùng quay. Các bạn check lại đề nhé. Ví dụ 7. Nào. Nhớ nhá, cứ gặp cái bài các bạn nghe cho thầy này. Cứ gặp cái bài mà thiết diện qua đỉnh đúng không? Qua đỉnh nó khác với qua trục mấy đấy nhá, qua đỉnh. Các bạn cắt hình cho thầy ra hình này luôn, sai hình chóp luôn. Tức là từ hình nón mình làm việc với hình chóp luôn. Các thông số thì ghi hết ở đây rồi. Các ok không? Các thông số đấy. OA là bán kính, SO là chiều cao là H, kẻ đường sinh chính là SB, SA. Nhớ cho thầy nhá. Các thông số như vậy thôi. Các bạn cắt cho thầy hình. Hình như bài này thì cho nhầm đề rồi. Sau đây mấy đứa. Bài của nợ nhầm đề nhá. Nhầm đề. Tuy nhiên dễ thế.
Sorry mà để tôi cắt nhầm đi. Dạ. Bỏ cái bài đi nhá, làm thì bài này cắt nhầm đề. Đây bài này. Rồi, hình nón S có chiều cao là H bằng A, bằng kính đáy R bằng 2A, bằng P đi qua S, cắt đường tròn đáy tại A và B. Sao cho AB bằng 2 căn 3A, tính phong cách D từ tâm đường tròn. Tâm đường tròn chính là O ấy mấy đứa ạ. Thầy cho các bạn 3 phút nghĩ thử nào, bằng cách áp dụng những công thức thầy đã cho đấy, các bạn nghĩ cho thầy xem như thế nào. Nó không khó đâu, các bạn cứ thuộc bài thôi là các bạn nắm được hình. Có những cái này mình ôn lại hình chóp luôn nhé. Hình chóp, các thông số hình chóp này. Góc giữa mặt bên và đáy, khoảng cách từ chân chúng ta đến mặt xiên, kiểu như vậy. Nói chung là phải chăm chỉ luyện tập thì mới quen tay được. Nào mình cắt hình nha, mình sẽ làm một chút, các bạn cứ nghĩ 2 phút nữa đi thì cắt hình ở đây thôi, vẫn là cái hình này nhá, vẫn là cái hình này. Vẫn cắt hình này đây. Đây có cái quả rồi đây. Hùng ra làm gì ở đây à? Các bạn khác cứ đúng như thầy dạy thôi. Nào, bây giờ các bạn nhìn cho thầy nha. À, nó bảo là tính khoảng cách từ tâm đến bán kính A, khoảng cách tức là khoảng cách từ O đến P đấy, O đến P tức là thiết diện đấy mày đứa ạ. Nó chính là O OH hình vẽ trên, chuẩn chưa? Bây giờ muốn có OH nhá, muốn có OH thì mình phải có chiều cao là SO và AM. Đúng không? Và có AM. Bây giờ chiều cao có chưa? H bằng 1, R bằng 2. Bây giờ nhá, thế thì tìm OM là xong cái gì? Các bạn nhìn thế này này. À, mình có AM là bao nhiêu? AM nó sẽ là, AM sẽ bằng gì mấy đứa nhỉ? Sẽ bằng AB chia 2 đấy, bằng căn 3. Vậy dễ dàng thì tính được AM là bao nhiêu? À, OM. OM sẽ bằng căn của gì đây? Căn của OA bình trừ đi AM bình. Đó. Các bạn thay số cho thầy sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng gì đây? Sẽ bằng căn của gì đây? Bằng chính là 2 trừ 3, 2 bình trừ 3 bằng 1. Tức là mình có OM bằng 1. Vậy dễ dàng tính được thôi.
OH nó là chiều cao của tam giác vuông này, tam giác này vuông này lớn này. Đấy. Chiều cao tam giác vuông chưa? Nó sẽ bằng gì đây? Bằng gì? Bằng OS nhân với cả OM trên cho SM. Thay số vào cho thấy sẽ là 1 nhân 1 chia căn của 1 bình cộng 1 bình. Đấy, sẽ bằng là 1 phần căn 2. Hay là nó bằng căn 2 trên 2 thì các bạn ăn đi. Thấy ổn không mấy đứa? Thấy ok không? Đơn giản như vậy thôi. Các bài toán cho khá là cơ bản, nó không đánh đố gì ở đây cả. Ok không mày đến nhỉ? Xem có không hiểu chỗ nào không, không hiểu chỗ nào các bạn hỏi thì luôn nha. Có mắc chỗ nào không? Nào, thế bây giờ bài tương tự này, mình sẽ làm 3-4 bài tương tự cho quen. Bài tương tự. Ví dụ 7. Ví dụ sao? Ví dụ 8. Ok, Mai nghe hiểu bài này không? Linh nghe hiểu được không đó? AB sao bằng 3 được ạ? À, đề bài cho AB bằng 2 căn 3 này. Ừ. Thì AM sẽ là trung điểm mà, tham gia chính A. Linh ok chứ? Vâng, vâng. Rồi, thế bây giờ bài tương tự cho thầy nhé. Bài tương tự nè. Tương tự ví dụ 8. Các bạn chứ làm mấy bài là quen ngay mà. Thông số nó chỉ kiểu này thôi. Đấy. Cố gắng làm cho thầy. Để cho 5 phút các bạn triển khai. Mới học cứ làm chậm thôi. Cắt cái mô hình như thầy đấy nha, các bạn cứ làm như thầy ạ, không quá khó đâu. Rồi, thầy vẫn xin cái hình ở trên nhé, vẫn lấy cái hình ở trên. Vẫn là hình này thôi. Cứ gặp cái bài thiết diện qua trục à, qua đỉnh thì sau đây cứ gặp bài thiết diện qua đỉnh nhá thì phang cái hình này vào cho thầy các thông số đấy, hiểu vấn đề không? Năm 3 phút nữa thì gọi cho anh cứ tính đi, nó tương tự những bài đã chữa thôi, không có gì cả.
Đây, một đứa kết quả này cho người khác như thế nào? Hùng ra đây cho người khác. Có kết quả tôi chat lên cùng trao đổi nha. Rồi, 2 phút nữa thì gọi một đứa cùng làm lên thay. Cứ tính đi. Kết quả giống nhau đây. Nào, VL là giúp thầy là VL. Cùng thao tác với thầy. Nào, thao tác xong chưa? Nào, bây giờ thầy hỏi Linh nhé. Thầy nó bảo là góc giữa thiết diện. Góc giữa thiết diện. Góc giữa thiết diện nha. Và đáy là góc nào? Góc nào nhỉ Linh nhỉ? Là góc SOM SMO. Ok, đề bài cho bao nhiêu độ? 60 độ. Rồi bây giờ tiếp tục nha, nó bảo gì? Tính thể tích. Tức là mình cần cái gì đây? Mình cần là chiều cao và bán kính. Đúng không? Nó bảo là vâng. Thiết diện là tam giác đều, thiết diện là tam giác đều, ok không? Tức là mình có SA bằng AB bằng mấy nha? Bằng 4 ạ. Bằng 4, ok. Tức là SA nó chính là cái L đấy Linh ạ, đúng không? Vâng. Rồi bây giờ nhá. Ừ. Bây mình gọi này, mình có này. Mình có H rồi, bây mình tính cho thầy như sau. AB bằng 4, vậy AM là bao nhiêu? AM là 2. 2 rồi, bây giờ nhá. Nào bây giờ Linh tính cho thầy này. Linh tính cho thầy. OM sẽ là bao nhiêu? OM bằng căn của OA bình. OA bình. Rồi OA bình. Trừ đi AM bình. Thay số vào bằng căn của R bình trừ mấy nhỉ? R bình trừ 4. À không, mình tính ngay cho dễ này. Các bạn tính ngay cho dễ. Thầy làm như vậy phức tạp hóa vấn đề. Nào bây giờ nhá. Tam giác SAB đều chưa? Vậy Linh chưa thầy. SM là bao nhiêu? SM là bao nhiêu? SM bằng 4 căn 3 trên 2. Chiều cao tam giác đều mà Linh, đúng không? Bằng 2 căn 3. À, vậy tam giác nhé. Tam giác này em có góc này là 60 độ chưa? SMO 60 độ chưa? Có SM bằng căn 2 căn 3 chưa? Vậy tính được cho thầy. Dùng gì tính được H nhỉ Linh nhỉ? Nó này là 60 độ này. Nó này là 60 độ này. Đấy. Thì Linh dùng gì tính cho này H nhỉ? Sin cos hay tan? Cos ạ. Ừ, cos. Cos á. Ừ. Sin ấy nhỉ? À đúng rồi, sin ạ. Sin 60 độ bằng SO
trên cho trên OM. Không phải SO nhưng trên cho SM. Vậy SO bằng bao nhiêu? SM sin 6. Hai số cho thầy bằng bao nhiêu? 2 căn 3 nhân sin 6 độ. Đó. Bằng 3. Bằng 3. Ô rồi, có SM bằng 3. Cái này chính là gì đấy nhỉ Linh nhỉ? SO bằng 3 chính là H không? Vậy Linh khi bàn tính không? R bao nhiêu? Căn của L bình trừ H bình. Đấy, L là bao nhiêu rồi? L là 4. Bằng bao nhiêu nhỉ? Căn 7 ạ. Căn 7, vậy V bằng bao nhiêu? 1 phần 3. B nhân H, R bình. Chuẩn không? Hệ số 1 phần 3 này. Nhân B nhân H là bao nhiêu? H là 3 này, nhân với R bình là căn 7 bình. Casio là bao nhiêu ở Linh? Bảy phi. Ok, 7 bi. Các bạn đây, Linh hiểu không? Có. Các bạn khác nghe ok không? Hiệp Lê nghe ok không? Thúy Hiền nghe có ổn không nhỉ? Có ạ. Mai ổn chưa? Có. Nói chung là phải tự tay các bạn nháp ấy. Tự tay mình nháp thì mình sẽ nhớ lâu hơn thôi. Đấy là cách học của thầy. Tự tay thầy nháp. Đấy, không phải quá khó đúng không? Các thông số thầy cho hết cho các bạn rồi. Các chỉ làm theo thôi. Nào, thế bây giờ thầy cho tiếp bài nữa. Mình có thể diện tích nha. Mình cứ làm 3-4 bài là quen tay ngay mà. Chắc xong chưa mày được? Bạn nào chưa làm được hoàn thiện cho thầy vào đi. Được chưa? Rồi, thế bây giờ mình sang cuối cùng. Nào, ví dụ 9 nè. Tương tự chép đề cho thầy nhé. Để cho 5 phút làm thử. Thế phải là bao nhiêu? Năm phút triển khai.
Kết quả có ai ra chưa? Kết quả cho bạn nào ra? Vẫn là cái hình kia thôi, phải vẫn mượn hình đấy nhá, vẫn mượn cái hình gì trên đi cho bạn quen. Cứ gặp cái bài thiết diện qua đỉnh và các bạn cắt từ đấy hình này ra. Đấy. Bài nào cũng vậy, các thông số có hết rồi. Mình chỉ việc thay hệ số và tính toán thôi. Vẫn là hình này. Nào, kết quả là bao nhiêu đây? Cho này nó ra. Hôm nay làm chậm đấy. Nào ánh cũng triển khai bên thầy là ánh thôi. Cùng làm với thầy. Ừ, Hùng ra 500 này. Nào xem lại số đối tác số đẹp như thế này. Ánh, có biết không ánh ơi? Dạ. Ừ, nào. Ở đây là nó bảo thiết diện. Khoảng cách từ tâm thiết diện là 12. Tính diện tích thiết diện. Bây giờ hỏi ánh nhá. Muốn tính diện tích thiết diện mình cần những yếu tố nào? Nghe anh nhá, cần những. Hả? Em không nghe thấy thầy nói gì ạ. Muốn tính kiểu về sao? Ờ, sao do mạng vấp đấy, nghe rõ chân chưa? Rồi ạ. Muốn tính diện tích thiết diện thì cần những yếu tố nào? Diện tích thiết diện ạ. Cần những trong hình vẽ này cần những cái gì? SM và A. A, B. Chuẩn chưa? Ok không? Rồi, thế bây giờ mình đi tìm gì đây? Mình đi tìm SM trước nhá. SM, à nó cho, trong bài này nó cho những giả thiết gì rồi? Nó cho những cái gì rồi? Nó cho SO là bao nhiêu? SO cho bao nhiêu đây? SO bằng 20cm ạ. Rồi. À. Nó cho OH là bao nhiêu? Chứ là khoảng cách từ O đến thiết diện đấy. Bằng bao nhiêu nhỉ? 12. Vậy anh có tìm được cho thầy OM không? Không á. Ừ, rồi ôi con bé này. Nào. Mình có 1 trên OH bình. Bằng gì? Công thức chiều cao ạ. 1 trên OS bình cộng 1 trên OM bình. Anh hiểu chưa? Thay số vào 1 trên OM bình bằng 1 trên OH bình nhân với OM trên OS bình. Thay số vào cho thầy sẽ là 1 trên gì đấy? 1 trên cho 20 bình. À, sorry. 1 trên gì nhờ? À đúng, 1 trên 12 bình. 12 bình trừ 1 trên cho 20 bình bằng bao nhiêu mấy đứa? Bằng bao nhiêu? Các siêu bộ thầy bắt đấy. Các siêu cho thầy nào. Lâu thế. Mỗi tính ngay thôi mà. 1 trên OM bình. Tức là 1/81 à? 1/225. 1/225. Vâng. 1/225 mà thầy. À 225. Rồi vậy tức là mình có ngay cái OM là bao nhiêu? OM là 15 à?
đúng không? Cm. Được chưa? Có m rồi, vậy ánh cho lại sm là bao nhiêu? Bằng căn của so bình cộng om bình, đúng chưa? Dễ dàng tính được, sẽ bằng căn của gì nhỉ? Căn của 20 bình cộng 15 bình bằng bao nhiêu nan để ta thấy kết quả? Hai mươi lăm à, đẹp thế. Rồi AB là bao nhiêu? Muốn tính AB đúng không, mình phải thông qua thằng gì? Thông qua thằng AM, hiểu cho sao như thế. Muốn tính AB thông qua thằng AM, mình có AM nhé. AM bằng căn của gì nhỉ? Căn của cái OA bình trừ đi OM bình. Thay số 3 bằng căn của gì? Bằng căn của 25 bình trừ đi OM bình là bao nhiêu mấy đứa nhỉ? 15 bình. Bằng bao nhiêu nam ơi? 20 à? Vậy sẽ 20. Ừ, vậy sẽ AB bao nhiêu? AB sẽ 40. Vậy mình có ngay diện tích thiết diện 1/2 SM nhân AB. Đấy. Bằng 1/2 SM là bao nhiêu mấy đứa? SM là 25, AB là 40, kết quả sẽ bằng là 500 cm bình. Ok. Các bài toán khá cơ bản, các bạn nắm chắc cho lý thuyết thôi là các bạn quẩy được mọi bài luôn, không có gì nâng cao ở đây cả. Chắc các bạn toán. Linh liếc nghe có hiểu không Linh? Nghe ổn không? Hơi. Phải hơi hơi, thôi ồ. Cái phía bài tập của thầy rất nhiều bài tương tự kiểu này đấy, các bạn cứ thế mà triển khai thôi. Cái mô hình này nhớ là mô hình nhá. Qua trục thì mô hình như thế nào, song song với trục, à song song với đáy hay là vuông với trục thì như thế nào, và đi qua đỉnh thì như thế nào đấy, các bạn cứ chắc cho thầy các mô hình đấy là được. Ok không? Được chưa nhỉ? Nói chung là về các bạn phải xem lại thật kỹ nha thầy các bài nhá. Nhìn qua bài này có chắc là không hiểu không? Trong ba bài thì ví dụ 9 là khó nhất đấy. Ví dụ 9 khó hơn. Vậy thì các bạn về xem cho thầy thật thật kỹ các ví dụ này nhá. Đơn giản vậy thôi, nó không khó lắm. Thế thôi nghỉ đi, sáng cả lớp. Nghỉ đi mấy đứa.